Vâng thưa quý vị, với niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi mãi mãi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong ngày 25 tháng 7 tại Hà Nội, đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhiều nước anh em, bè bạn đã đến viếng và có những dòng viết chân tình về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Vương Hữu Ninh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Tolstoy Per Alekovic làm trưởng đoàn. Đoàn Cộng hòa Cuba do Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Esteban Lazo Hernandez làm trưởng đoàn đã đến viếng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều đoàn đại biểu các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế, các bộ ban ngành, các tỉnh thành phố cả nước, nhiều vị đại sứ đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến viếng thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.